Nên tiếp thọ, thọ rồi thì đọc, đọc rồi thì tụng, tụng rồi thì trì cho đến biên chép rộng vì người nói. Những người đó trong khoảng một niệm hết thảy hạnh nguyện đều được thành tựu, đắc được phước tích tụ vô lượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não cứu giúp chúng sinh, khiến cho họ được thoát khỏi, đều được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Bây giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa này, quán khắp mười phương mà nói kệ rằng: Trong hết thảy mười phương thế giới, ba đời tất cả nhân sư tử, con dùng thân miệng ý thành tịnh, lễ khắp hết thảy không thừa sót. Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền hiện khắp trước tất cả Như Lai, một lòng hiện thân khắp các cõi, tất cả lễ khắp các cõi Phật. Một thần lại hiện thân bụi cõi, mỗi mỗi lễ khắp Phật bụi cõi. Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền khắp hiện trước tất cả Như Lai, ở trong một bụi có vô số Phật, các chúng Bồ Tát hội trong đó, vô tận pháp giới bụi cũng vậy, tin sâu chư Phật đều đầy rẫy, đều dùng tất cả biển âm thanh khắp vang vô tận lời vi diệu, hết thuở vị lai tất cả kiếp khen biển công đức Phật thâm sâu, dùng các tràng hoa đẹp tối thắng, kỹ nhạc hương thoa và lọng tàn, đồ trang nghiêm tối thắng như vậy, còn đem cúng dường các Như Lai, y phục tối thắng, hương tối thắng, hương bột, hương đốt và đèn đuốc, mỗi mỗi đều như núi rượu cao, còn đem cúng dường các Như Lai, còn dùng tâm thắng hiểu rộng lớn, tin sâu tất cả Phật ba đời, đều nhờ sức hạnh nguyện Phổ Hiền, cúng dường khắp hết các Như Lai. Tổ xưa con tạo các nghiệp ác, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay đều sám hối, mười phương tất cả các chúng sinh, nhị thừa hữu học và vô học, tất cả Như Lai với Bồ Tát, hết thảy công đức đều tùy hỷ, mười phương hết thảy đèn thế gian, bậc ban đầu thành tựu Bồ Đề, con nay đều thỉnh mời tất cả, chuyển bánh xe pháp diệu vô thượng, nếu chư Phật muốn vào Niết Bàn, con đều trí thành xin mời thỉnh, nguyện xin ở lâu vô số kiếp, lợi lạc tất cả các chúng sinh, hết thảy lễ tán cúng dường Phật, thỉnh Phật ở đời truyền pháp luân, tùy hỷ sám hối các căn lành, hồi hướng chúng sinh và Phật đạo, còn theo tất cả Như Lai học, tu tập viên mãn hạnh Phổ Hiền, cúng dường quá khứ các Như Lai, cùng với hiện tại mười phương Phật, vị lai tất cả thầy trời người, tất cả ý muốn đều viên mãn, còn nguyện theo khắp Phật ba đời, sớm được thành tựu Đại Bồ Đề. Hết thảy mười phương tất cả cõi, rộng lớn thanh tịnh diệu trang nghiêm, chúng hội vây quanh các Như Lai, thảy đều ở dưới cội Bồ Đề. Mười phương hết thảy các chúng sinh, nguyện lìa khổ não thường an lạc, đắc được lợi chánh pháp thâm sâu, diệt trừ phiền não hết không còn. Còn vì Bồ Đề tu khổ hạnh, trong tất cả cõi thành túc mạng, thường được xuất gia tu tịnh giới, không dơ không phạm không lủng lậu, trời rồng dạ xoa kêu bàn trà, cho đến người và chẳng phải người, hết thảy tất cả tiếng chúng sinh đều dùng các tiếng mà thuyết pháp, sinh tù thành tịnh ba la mật, luôn không quên mất Bồ Đề tâm, diệt trừ chướng cấu không sót thừa, tất cả diệu hạnh đều thành tựu, nơi các hoặc nghiệp và cảnh ma, thế gian trung đạo được giải thoát, giống như hoa sen chẳng dính nước, cũng như trời trăng chẳng trụ không, đều trừ tất cả khổ đường ác, đồng cho tất cả chúng sinh vui, như vậy trải qua kiếp bụi cõi, lợi ích mười phương luôn vô tận. Con thường tùy thuận các chúng sinh, hết thuở vị lai tất cả kiếp, luôn tu hạnh Phổ Hiền rộng lớn, viên mãn vô thượng Đại Bồ Đề, hết thảy người đồng hành với con, tất cả mọi nơi cùng tập hội, thân miệng ý nghiệp đều đồng nhau, tất cả hạnh nguyện đồng tu học, thiện tri thức lợi ích cho con, vì con chỉ bày hạnh Phổ Hiền, thưởng nguyện với con đồng tụ hội, nơi con thường sinh tâm hoan hỷ, nguyện thường thấy được các Như Lai, cùng với